Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, khi đến bờ biển Nam Hải, đám người Phương Hàn đã may mắn gặp được tiên duyên, đó chính là một con hắc thủy vương xà đang hóa giao. Biết được công dụng tuyệt vời của con thần thú thượng cổ này, cả ba đã hợp lực để lấy mạng nó. Tuy nhiên, ngay khi tưởng đã khống chế được mục tiêu thì bọn họ bất ngờ bị rơi vào huyễn cảnh của con rắn khổng lồ này. Quả thật, thần thông của hắc thủy vương xà mạnh mẽ vô cùng, so với ba người Long Huyên thì chính là một trời một vực. Vào khoảnh khắc rơi vào huyễn cảnh, chỉ có mình Long Huyên là kịp nhảy xuống thuyền, nuốt vào đan dược mà thôi. Còn tiểu ma nữ và Phương Hàn thì đã bị rơi vào miệng rắn. Chứng kiến một màn này, Long Huyên vô cùng thất kinh, nhưng hiện tại thân cô còn chưa lo nổi bởi viên đan dược kia có tác dụng nhưng cũng không đáng kể. Cũng trong lúc ấy, ở tại núi Vũ Hóa, Nguyên Kiếm Không đã đến tìm gặp Diệp Nam Thiên và đề nghị cùng đi đến Quy Hư lịch luyện. Thì ra, gã ta đã sớm liên hệ với Tiêu Thạch để đồng hành cùng trong chuyến đi lần này. Vì để có thêm cơ hội đánh bại Phương Hàn và rửa nhục nên Diệp Nam Thiên đã đồng ý. Rất nhanh, mọi người đã lên đường xuất phát đến Quy Hư. Thế nhưng, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp cả Phương Thanh Vi đi cùng Tiêu Thạch. Nữ nhân này thay bổ như thay áo, có lẽ cũng không lường trước được tình cảm này. Ấy vậy mà cô ta cũng mặt dày lắm, vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đến bờ biển Nam Hải thì bốn người ngồi chung một chiếc thuyền và ra khơi. Khác xa với khung cảnh sóng yên biển lặng nơi đám người Diệp Nam Thiên đang di chuyển, thì ở chỗ hắc thủy vương xà lúc này, mây đen che kín trời, gió lốc hình thành một cột xoáy nước khổng lồ giữa bờ biển. Lúc bấy giờ, Phương Hàn và Phương Tiểu Lâm sau khi bị nuốt vào miệng rắn thì ngất đi mất một lát. Khi cả hai tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang ở trong bụng của hắc thủy vương xà. Cảm nhận được những chất nhầy nhụa đang bao quanh mình, tiểu ma nữ vô cùng khó chịu. Cô cố hết sức dãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra được nơi quái quỷ này. Cũng may, Phương Hàn ở gần đó đã thoát ra được nên nghe tiếng đã chạy đến giải cứu cho nàng. Nhưng nguy hiểm lại ập đến, ngay khi vừa chạm vào tay, định kéo nữ nhân kia ra thì anh chàng lại bị dạ dày của hắc thủy vương xà co bóp khiến anh bị khống chế. Đang nói là, càng vùng vẫy thì thân thể bọn họ càng bị nén chặt lại. Sau một hồi cố gắng không được, Phương Hàn đã phải nhớ đến sự trợ giúp của Diêm. Hơn nữa, nếu Diêm không ra tay thì dựa vào hào quang nhân vật chính thì con rắn khổng lồ này cũng không thể lấy mạng được Phương Hàn. Lúc này ở bên ngoài, Long Huyên vật lộn trong cơn bão vẫn cố hết sức để đối phó với hắc thủy vương xà. Cô tin chỉ cần có thể đánh bại nó thì hai người kia sẽ được cứu. Bỗng nhiên, trên người hải xà nổ lên hai khối thịt lớn. Cùng lúc này, pháp lực trên người hắc thủy vương xà đột nhiên tiêu tan, do lúc mất đi sự chống đỡ của pháp lực thì liền biến mất. Hơn 10.000 cân nước biển từ trên trời đổ xuống, tạo nên một trận mưa to. Hiển nhiên, thời khắc hóa giao của nó đã đến. Từ trong bão lốc, nhìn Long Huyên vẫn đang cố gắng rủ sắp ngã xuống, Phương Hàn vô cùng cảm động, anh hét lên muốn bay qua trợ giúp cô nàng. Đáng tiếc, khi vừa chém một nhát vào lớp vảy cứng như sắt vào phía con rắn kia thì hắn bị một lực phản chấn đánh bay ra xa. Khi đứng vững trở lại thì Long Huyên chợt hét lên, Phương Hàn, mau tỉnh lại. Lời vừa dứt thì cái đầu rắn khổng lồ đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Có thể thấy được, tình hình này quả thật lành ít dữ nhiều bởi hình như hắn lại trúng phải huyễn thuật của hắc thủy vương xà. Cùng lúc đó, ở cách chỗ bọn họ không xa, một đám người đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của con hải giao này. Có lẽ đợi ba người tiêu hao sức lực của nó thì sẽ chính thức ra tay. Đến đây thì cũng hết phần 4 tập 2 Vĩnh Sinh 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!